Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, một đợt mưa dông diện rộng mới sắp diễn ra ở các tỉnh thành miền Bắc. Dự báo từ đêm nay trở đi, những cơn mưa rào và dông sẽ xuất hiện trở lại trên khu vực Bắc Bộ với nhiều điểm mưa vừa, mưa to, lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do có mưa cộng thêm với khí mát ở phía Bắc thổi xuống nên thời tiết trong đêm nay và ngày mai đều khá mát mẻ với mức nhiệt thấp nhất ban đêm phổ biến từ 22 đến 25 độ, có nơi thấp hơn. Trong khi đó, nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Bắc Bộ đều không vượt quá 32 độ. Giải mây dông ở phía Bắc hoạt động mạnh lên thì cũng khiến cho thời tiết ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trong ngày mai chuyển nhiều mây hơn, có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to kèm theo dông mạnh. Trong cơn dông thì có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chỉ phổ biến từ 30 đến 32 độ. Khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ từ 32 đến 34 độ. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày mai vẫn có được thời tiết tạnh giáo, có nắng, nhiệt độ ở khu vực ít thay đổi, phổ biến từ 32 đến 35 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Về chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Mưa cũng sẽ gia tăng nhiều hơn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều tối mai. Dự báo ở khu vực phía Nam của Tây Nguyên và các tỉnh miền Tây của Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông ở mức rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn ban ngày thì cả Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có nắng nhưng cường độ nắng không gắt. Nắng nóng chủ yếu chỉ còn xảy ra ở khu vực miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ. Còn ở Tây Nguyên và các tỉnh miền Tây của Nam Bộ thì nhiệt độ thấp hơn, dao động từ 31 đến 34 độ. Có nơi cao hơn, nắng nóng xuất hiện cục bộ. Trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, sẽ có gió Nam đến Tây Nam cường độ phổ biến ở mức cấp 3 đến cấp 4. Mưa rào và dông xuất hiện rải rác, làm tầm nhìn xa giảm. Trong khi đó, khu vực giữa và Nam Biển Đông phổ biến có gió Đông ở cường độ dưới cấp 4. Mưa dông thì ít xảy ra nên tầm nhìn xa thông thoáng. Còn ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, từ đêm nay trở đi sẽ có mưa rào và dông diện rải rác, tầm nhìn xa vì thế giảm thấp. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền trên khu vực. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.